Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày 13 tháng 10 năm 2022. Bây giờ là 15 giờ 15 phút, tức là 3 giờ 15 phút chiều cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngay ngã ba đường Phan Bội Châu và đường Lê Thánh Tôn. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục cập nhật những hình ảnh mới nhất tại tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đặc biệt là cập nhật những hình ảnh tiến độ cho đến 15 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay tại công trường Quách Thị Rang như thế nào, các công đoạn, hạng mục, anh em công nhân làm tới đâu thì Tường Vũ Channel sẽ cập nhật sau vài phút nữa. Còn bây giờ thì mình đang được có mặt ở trên đường Lê Thánh Tôn ở bên hông của chợ Bến Thành. Thời tiết tại Sài Gòn ngay lúc này đây trời rất là mát và dễ chịu, nhiệt độ khoảng tầm 32 độ C. Trời không có mưa, cũng không phải là quá nắng. Ngày hôm nay thì các con phố xung quanh chợ Bến Thành có rất đông du khách trong nước cũng như là khách nước ngoài, đặc biệt là khách châu Á, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore đang về tại khu vực chợ Bến Thành để mà tham quan cũng như là mua sắm du lịch ở tại trung tâm Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ở phía bên ngoài chợ Bến Thành rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển về bên công trường Quách Thị Rang để cập nhật hình ảnh mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là góc của đường Lê Thánh Tôn và đường Phan Bội Châu. Nhìn chung là có một số khách quốc tế thì họ đang đi tham quan, đi bộ ở tại phía đường Lê Thánh Tôn, quận 1, Sài Gòn. Ở các cái shop, ở các cái sạp phía bên ngoài mặt tiền đường Lê Thánh Tôn thì người ta bán vali, túi sách, quần áo, thời trang và một số cái đồ lưu niệm các bạn. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ kênh YouTube Tường Vũ Channel. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, bình an và luôn luôn hạnh phúc. Nhớ những anh chị cô chú nào đã xem kênh YouTube Tường Vũ Channel nhưng chưa có ủng hộ đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ cho Tường Vũ Channel một subscribe nha cô chú anh chị và các bạn. Phía bên tay phải đường Lê Thánh Tôn có rất nhiều dịch vụ, chẳng hạn như khách sạn, nhà nghỉ lưu trú, rồi một số phòng vé, công ty lữ hành du lịch. Nhìn chung thì trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 thì tại phố xá trung tâm Sài Gòn có đón rất là nhiều du khách quốc tế đến với chợ Bến Thành, đến với trung tâm Sài Gòn, đặc biệt là người châu Á cũng rất nhiều luôn. Người Hàn Quốc, người Nhật Bản, người Đài Loan, người Hồng Kông, rồi người Malaysia. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta là đường Thủ Khoa Hương. Nơi đây tập trung rất là nhiều khách sạn, giá từ bình dân cho đến trung bình, cho đến trung bình khá. Khách du lịch ngày nay người ta cũng trang bị rất là nhiều thiết bị máy móc để ghi hình đi du lịch, giống như một cái vlog để mà ghi lại những cái địa điểm, những cái danh lam thắng cảnh mà người ta từng đến để mà vui chơi, đó là một kỷ niệm. Đây có phòng vé Việt Nam Booking rất lớn các bạn, nằm ở góc đường Lê Thánh Tôn mà Thủ Khoa Hương. Cái sạp phía bên ngoài bán quần áo thời trang, rồi bán túi sách, bán đồ lưu niệm, người ta còn bán mấy cái, người ta còn bán bông hoa nữa các bạn. Ở đây có mấy cái quầy lưu niệm phải không?
có mũ nón, quần áo, túi sách, đồ lưu niệm ở tại chợ Bến Thành dành cho các du khách người ta đến tham quan du lịch, người ta thích mua những cái đồ này. Đây là những hình ảnh cận nét nhất của các đồ lưu niệm dành cho du khách quốc tế cũng như là khách Việt Nam khi đến tham quan chợ Bến Thành. Cô chú anh chị và các bạn, những cái sạp này thì ở mặt tiền đường Lê Thánh Tôn, họ bán mũ nè, bán vali nè, bán dây nịt, bán bóp ví nè, một số đồ lưu niệm của Việt Nam. Chúng ta đi một vòng để cập nhật xung quanh tình hình chợ Bến Thành, gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn được xem. Đây là đường Phan Chu Trinh nha, mình sẽ đi vào đường Phan Chu Trinh. Đường Phan Chu Trinh thì người ta cũng bán rất là nhiều các cái đồ lưu niệm, rồi quần áo, một số cái sạp ở phía bên đầu đường thôi. Còn bên trong thì không có các cái sạp bán ở đây. Ở đây có các cái điểm gửi xe, xe hai bánh rồi xe hơi. Đấy các bạn, đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1. Nhìn chung thì chúng ta thấy chợ Bến Thành vào những ngày cuối tuần, chẳng hạn như thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì lượng khách đến đây rất là đông luôn, rất đông luôn cô chú anh chị và các bạn. Người ta đến tham quan mua sắm và đặc biệt là khách nước ngoài cũng cực kỳ đông luôn các bạn. Ở đây tất cả các điểm gửi xe hai bánh, xe bốn bánh đều chật hết chỗ luôn. Bên phía tay phải màn hình của chúng ta thì có cái địa điểm đổi, thu đổi ngoại tệ các bạn, Hà Tâm. Đấy các bạn, Hà Tâm, điểm thu đổi ngoại tệ, khách du lịch, khách quốc tế và ngay cả người dân Sài Gòn cũng đến đây đổi rất là nhiều. Phía bên kia thì doanh nghiệp tư nhân Mai Vân cũng chuyên về đại lý thu đổi ngoại tệ luôn, và khách thì đụng được, tỷ giá đô la vẫn đang còn rất cao của chú anh chị và các bạn. Vị trí của hai địa điểm thu đổi ngoại tệ uy tín của chợ Bến Thành nằm ngay đầu đường Nguyễn An Ninh và Phan Chu Trinh. Đa số những cái địa điểm này thì khách quốc tế đến để mà đổi nhiều hơn, uy tín và tỷ giá rất tốt. Hai tiệm các bạn, cô chú anh chị và các bạn Việt kiều bên nước ngoài về muốn đổi thì có thể đến tại cửa Tây chợ Bến Thành, đầu đường Nguyễn An Ninh và Phan Chu Trinh, hai tiệm Mai Vân và Hà Tâm. Đấy các bạn, đó là cửa Tây của chợ Bến Thành. Nhìn chung thì không khí ở tại chợ Bến Thành luôn luôn náo nhiệt và tấp nập trong thời gian gần đây, đặc biệt là một tháng trở lại đây. Đó là một tin rất vui. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về bên khu vực bồng. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về khu vực công trường Quách Thị Trang để cập nhật những hình ảnh mới trong buổi chiều ngày hôm nay.
Đây các bạn, mình sẽ cập nhật từ hướng bên đường Trần Hưng Đạo trước đi ha. Đây là chúng ta đang đứng ngay đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh. Mỗi ngày chúng ta sẽ cập nhật tiến độ mới tại công trường Quách Thị Trang, metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại phía trước màn hình của chúng ta là ngã ba giao với đường Canh Mét và đường Trần Hưng Đạo, cô chú anh chị và các bạn. Hình ảnh rất quen thuộc, quanh Central Sài Gòn vẫn chưa thấy một động thái nào về cái việc mà thi công trở lại. Chắc có lẽ đang dừng thi công rồi. Đây là quang cảnh trực tiếp mới nhất tại công trường Quách Thị Trang. Trước mình của chúng ta là chợ Bến Thành, công trường Quách Thị Trang. Ngày hôm nay thì mọi thứ đã bắt đầu lộ diện rồi và dần dần đã hoàn thành, chuẩn bị sắp trả lại mặt bằng rồi cô chú chị và các bạn. Trước màn hình của chúng ta thì dường như đã trải thảm nhựa đường 100%, lớp cuối cùng rất bằng phẳng và đẹp. Các cái trụ đèn ở đây cũng đã bắt đầu lắp đặt thành công, đèn chiếu sáng của chú anh chị và các bạn. Các cục đèn chiếu sáng nè. Ở phía bên tay trái thì có hai cây xăng, hai cái trạm xăng. Các bạn, nghe nói trạm xăng được của Petrolimax hồi xưa đó các bạn, bây giờ phải xây để mà trả lại. Nhìn chung quang cảnh tại công trường Quách Thị Trang trong buổi chiều ngày hôm nay đã hoàn thành mặt bằng trên 90%. Mặt bằng chưa biết. Công trường Quách Thị Trang là đã bắt đầu trải thảm nhựa đường rồi phân luồng giao thông ở tại khu vực này. Mình cũng đang rất là muốn chờ đợi xem thử là ở đây sẽ phân luồng giao thông như thế nào. Và cái việc mà hình thành cái quảng trường ở tại khu vực công trường Quách Thị Trang sẽ ra sao. Đại lộ Lê Lợi, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Từ vũ trên đồi cũng đang rất là mong đợi
việc mà hình thành cái quảng trường sang trọng đẹp ở phía trước chợ Bến Thành sẽ như thế nào. Thank you.
Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.